có nước mắm nè mấy chị. Đó, nước mắm là viên viên làm nhà sẵn nè, rất là hấp dẫn nè. Dạ em chào tất cả các bác anh chị nha, trở lại video tiếp theo của em anh chị. Thì viên thôn nữ của anh chị nè. Thì cả nhà chỉ thích nhìn viên thôn nữ gọt cà và một điều nữa là mấy anh chị thích viên thôn nữ cười đó. Thì bây giờ em sẽ xin viên thôn nữ cười thẳng cả nhà nha. Đó, có một đến mua cà ủng hộ viên nè mấy anh chị nữa. Đó, hôm nay có thêm nước mắm nữa đó. Duyên ơi, em phải nhìn anh rồi tặng cả nhà một cái nụ cười của em được không? Đó. Cho xin một nụ cười nhìn thẳng đó. Không nhận nghĩa đâu, cảnh thiệt vui trời. Đó. Thì cả nhà Duyên nãy giờ cười nhiều lần rồi nên thôi Duyên không cười nữa. Đó. Tiếp tục có một anh đến mua cà ủng hộ viên này cả nhà. Thì cái video này em sẽ cho cả nhà xem một cái màn mà lột cà của viên nha mấy anh chị. Đó. Vô mánh luôn rồi. Nay ai mở hàng mà đắt khách dữ vậy. nước mắm này tạo tạm gọi là nước mắm gì em? Nước mắm không nữ. Nước mắm gì em? Chưa ngon hả? Còn mở tên nào nghe hay không em? Cái tên nào tự mình đặt giống như là viên thôn nữ gà tím vậy đó. Nước mắm đắng cay hả? Tạm gọi là nước mắm thôn nữ đi. Cái gọi là nước mắm cà tím quá. Đó. À, có một chị đến mua ủng hộ nữa nè mấy chị. Thì buổi chiều hôm nay khá là vui luôn anh chị. Mặc dù trời đang chuyển mưa mà không có mưa nên rất là vui, và thứ hai là được nhiều bà con đón nhận đến mua cà ủng hộ viên của chị. Thì có một túi cà lũng thì viên đã thuyết phục cô lấy giùm viên nữa. Cái nhà thấy góc bên mà phải của màn hình á mấy anh chị. À, nó có nhiều túi nước mắm rất là hấp dẫn hả anh chị. Túi nước mắm màu đỏ, áo viên hôm nay cũng mặc màu đỏ, nó tông xì tông luôn á. Ủa Duyên ơi, sao hôm nay súng không ra bán vậy em? Súng á? Chắc giờ súng bán buổi sáng à, còn em bán buổi chiều. Ủa vậy hôm nay là sáng súng bán rồi hả em? Dạ, tại vì á giờ bán cũng không còn đông nữa. Rồi vậy ngày mai súng dắt chiều súng có ra bán không em? Không luôn hả? Bữa nào em nghỉ thì chị em ra bán. À. Vậy là từ nay là súng bán buổi mà sáng rồi hả em? Em có thể cho cả nhà biết là sáng súng bán chỗ nào không em? Bán ở chợ Tân Lập á. Tân Lập hả? Thì sáng súng thường bán từ lúc nào em? 5 giờ sáng là súng đi. 5 giờ sáng bán hả? 5 giờ sáng bán rồi tới mấy giờ nghỉ? 9-10 giờ rồi. Ờ.
Thì mấy chị ơi, thì mai mốt chỗ của Duyên thôn nữ Cờ Tím anh chị thì chỉ còn lại là hai mà vợ chồng của Duyên bán thôi anh chị. Tại vì bây giờ là Duyên thì bán cũng không còn nhiều như trước nữa, nên là Duyên với Phúc thì hai vợ chồng phụ qua phụ vào bán thôi anh chị ơi. Còn súng thì bán ở chợ Tân Lập á. Dạ thì em cảm ơn tất cả anh chị đang xem cái video này nha. Em cảm ơn tất cả mọi người, thì em chúc tất cả các anh chị em mình là nhiều sức khỏe nha. Mấy anh chị có xem cái video này hãy nhớ, có thương yêu em thì cho em xin một đăng ký kênh, một chia sẻ để ủng hộ em nha mấy anh chị. Thì em không biết nói gì hơn, thì em một lần nữa em cảm ơn tất cả mọi người. Thì bây giờ em sẽ quay full cái video này để cho cả nhà xem Duyên thôn nữ gọt cài cho cả nhà xem nha. Và lâu lâu nhìn mấy anh chị nhìn mà trộm Duyên thôn nữ cười nha. Duyên thôn nữ này xin cười hoài không giờ tặng hết trơn á nó. Cười mà trốn bảnh rồi, đâu có ai thấy được cái nụ cười đó không? Ủa bà bán gì vậy? Bà bán khế hả? Đó. Đây chị thì Duyên đang gọt cà nữa chị. Đó. Thì Hùng thì Phúc chứ lộn. Cứ Phúc một cái đọc lộn chứ kêu hoài à. Sorry. Đó. Thì Phúc đang nướng cà nè mấy anh chị đó. Thì có một cô, chào cô nha, thì cô đến đây bán là khế nè. Ủa dạ cô ơi, khế này là khế nhà mình hả cô? Dạ khế nhà hả? Khế này là khế chua hay khế ngọt cô? Dạ túi này mình bán nhiêu vậy cô? 20 hả? Quay bà được không? Vậy bà lấy cho con túi đi. Thì bà lấy con cái túi nào nó ngọt ngọt á bà. Cái này con mua. Dạ dạ thì tí nữa thì con sẽ lấy nha. Thì con mua để con sẽ ủng hộ cho bà đó. Thì trở lại thì mấy anh chị đó, thì em cho cả nhà xem Duyên gọt cà nha. Duyên gọt cà, Duyên không có cười đâu anh chị. Ngày bữa mấy anh chị thấy Duyên cười á, mà giờ em không có cách nào ghẹo Duyên cười được trơn á. Ủa hình như hôm nay là mình quên đem theo cái nón lá rồi em. À, em quên nữa chị, bữa nay anh nói dù nón chứ bữa nay em à chơi lớn em cũng có cái nón rồi nha. Bữa nay em cũng có nón rồi mấy anh chị. À, tặng không nữ cái nón nè. Vậy số. Đây mấy chị, đây mấy anh chị em có nón rồi thấy chưa? Đó. Hai em chào cả nhà nha. Duyên ơi, em mua ủng hộ anh tờ số đi em. Anh còn 5 tờ. Em đưa anh 50 trước đi. Bây giờ tiền không có bút phiếu được không em? Chị không được hả? Không được thì thôi. Tiệm có nhịn ăn. Tiệm có mình xin được mà. Đây anh chị, là đây là những cái túi cà khá hấp dẫn không anh chị ha. Đó. Ôi ngã. Không, cái này là anh mà đang thử việc. Con mua ủng hộ bà một bịch khế nha. Dạ cái bịch nào ít nhất á. Dạ cái anh đi. Dạ. Đó. Làm để gì đâu có ai biết mà bán khế đâu.
thì khế nãy em mới vừa mua thì cho Duyên review khế của bà nha anh chị. Hình như là bà lâu lâu bà mới bán lần hả em? Lúc trước bà có bán lăn nước nữa. Không lấy review thấy chưa? Thì mấy chị thì phụ nữ đang cắt khế thì Phúc của bản nhìn trái khế thì Phúc tiếc quá. Thôi. Nè, người làm miếng đi. Review trước đi. Thì nè, em cắt cho người cầm còn nhiêu măng. Rồi anh cảm ơn em. Nè. Muối muối em muối muối muối. Cái này vừa chua vừa ngọt nha mọi người. Muối là anh em ơi. Cái này ngon vừa chua vừa ngọt. Mời thân nữ review thử nè. Mà nhận ngộ cái gì? Dạ. Trái trái khế á, mình ăn vô nó khác mà trái cà tím rồi ha. Khá không? Khế cà tím là ngon hơn, cà tím ngon hơn đúng không? Cà tím ngon hơn. Nói câu là muốn cho anh ăn thử cái cà liền à. À. Hôm nay cái cà kỹ viên nha cái này. Em thì mà mới nói chơi xíu mà Duyên muốn tặng cho em trái cà tím mà anh chị. Ồ trái cà to vậy trời. Ủa Duyên, nếu mà trái cà thì chắc mà mình mua 10 ngàn là ăn trái được ha? Không, anh mua sống chừng 5-6 ngàn à. Không, mua chín nè, ví dụ mình bán lẻ đó chả. Phải bán bự hôm nay bán 2 trái 15. Còn bữa nay thì em bán 5 ngàn. Ủa trái nó bị hư á em? Dạ hư nhiều. Hư vỏ. Không biết biết hành thì mình trang miếng dầu vô đi em. Trang miếng dầu lên trên nó cho nó đẹp. Dầu này nè, có hết rồi. Bữa nay ăn chay là mình sẽ bán ở đắt luôn á em. Thì thường thường ăn chay là bà con mình phải ăn cà này lắm luôn á. Hôm nay là cứ mỏng luôn nè. Trời ơi, video nãy giờ đứng đây hỏi em mới biết là em làm nước mắm rồi đó. Mày ăn chay mà. Đâu có nhiều người đó ăn chay đâu. Từ nãy giờ anh thấy cà hư nhiều quá em. Dạ, hư nhiều. Mưa là cà nó bị sượng à. Ồ, ngộ vậy. Ồ, không biết sao. Cứ mua nhiều là bị sượng à. Ê, na chiều có mưa ha. Dạ. Mưa mà tạnh đó. Không, thường là hôm qua cũng mưa nè, mà giờ không mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mưa thì phải cực hơn. Hôm nay quyết định đi bán mà mưa cũng che dù nữa. Tưởng là chiều nay nghỉ nè. Tại vì thường một lần mưa là Duyên nghỉ á. Nói chứ nghỉ nhà bố á. Mưa vẫn bày đúng không? Ngày mai nữa, ngày mai á mà trời không mưa thì vẫn bày thẳng. Tại vì mai cũng ngày chạy. Mưa lâm đâm thì em đi mà còn mưa lớn thôi. Giống trời trời mà mưa giống qua đã bán được em, mưa qua lớn quá trời à. Ở đây mình chỉ mưa lâm đâm mà ở đây mưa lớn nó ngập đường đó. Đúng rồi. Dưới bây giờ dịch á rồi mưa nữa thì bà con cũng ngại ở ngoài lắm. Ủa hôm nay em có nước mắm luôn hả Duyên? Vậy mà ngày mai mình làm thêm nước tươi với nước mắm luôn. Chứ đó là ngày mai là ngày rằm. Ngày mai là sẽ có hai loại nước là nước tươi và nước mắm luôn. Thì cái video này em sẽ quay full cho cả nhà xem về Duyên gọt cà nha mấy anh chị. Đó. Mấy bạn anh ơi. Dạ 20. Đây Duyên sẽ review khế nè cả nhà. Này có cô rồi mình thấy. Giờ review khế nè. Có khế nè. À hôm nay xuất hiện một cô bán khế ngồi sát bên cạnh.